Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 1, xịt 21, đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập theo quyết định số 21 QĐ-UPND ngày 14 tháng 4 năm 1994 của Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn. Trường được vinh dự mang tên Bùi Văn Ngữ, một người con của xã Bà Điểm, một nhà cách mạng với lòng dũng cảm, ý chí đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc, là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh thiếu niên. Trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Phan Công Hớn từ năm học 1993-1994, nhưng vẫn sử dụng chung cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Phan Công Hớn. Đến đầu năm 2004, trường tiểu học Bùi Văn Ngữ dời về cơ sở mới trên diện tích khuôn viên trường là 21.777m2, được chia thành 4 khu vực A, B, C, D, gồm 30 phòng học, 14 phòng chức năng. Ngoài ra, còn có khu vực nhà bếp, khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí xây dựng theo chương trình xây dựng 1.000 phòng học. Nhà trường đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vững chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm trong dẫn dạy. Mỗi cá nhân xác định được trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Với nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, trong 17 năm gần đây, trường mở loại hình lớp học 2 buổi một ngày. Trường đạt 100% học sinh học 2 buổi trên ngày. Nhà trường đưa chương trình giảng dạy tiếng Anh tăng cường vào giảng dạy đã được 12 năm. Nhà trường thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, giáo viên tích cực tham gia giảng dạy giáo án điện tử. Trường được khởi công xây dựng thêm khu mới vào tháng 6 năm 2017 và đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2018. Khu xây mới có 22 phòng học, 1 phòng thiết bị giáo dục, 1 phòng nhạc, 1 phòng nghệ thuật, 3 phòng nghỉ giáo viên, 3 phòng vi tính và 3 phòng học lab. Liên đội tiểu học Bùi Văn Ngữ luôn là tập thể đoàn kết, luôn cố gắng hết sức mình để đạt được thành tích cao trong các hội thi. Liên đội luôn tổ chức những hoạt động xuyên suốt trong các năm học để các em đội viên, học sinh có điều kiện tham gia như hội thi làm lồng đèn, vẽ tranh, văn nghệ, tìm hiểu lịch sử, trò chơi vận động. Thích hội diễn văn nghệ của trường. Thích nhất là hội thi tìm hiểu lịch sử địa phương do liên đội tổ chức. Em thích nhất là môn vẽ ba bố vì lớp em đạt được hạng nhất. Em thích nhất là hội thi vẽ chào mừng ngày 20 tháng 11. Và cũng đạt được một số thành tích trong các hội thi do hội đồng đội huyện tổ chức, phụ trách sao giỏi, hành trình khám phá lịch sử tri thức, làm lồng đèn. Em thích nhất là hội thi làm lồng đèn. Lớp em được đại diện trường đi thi cấp huyện và đạt được giải ba. Nhiều năm liền liên đội đứng đầu trong huyện về phong trào đọc và làm theo báo đội, tham gia tốt hội thi Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng. Được sự quan tâm của ban giám hiệu, thầy cô nhiệt tình chỉ bảo, liên đội tiểu học Bùi Văn Ngữ xin hứa sẽ chăm ngoan, tập luyện thật tốt, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để đạt được thành tích cao.